nào vậy? Chú Mi à? Ôi má. Bạn ở đâu nào vậy? Không thấy má mình dưới hả? Không. Chú Mi à, bạn bị cận hả? Mình chỉ đeo kính ở nhà thôi à. Còn ở trường á, mình đeo kính nắp chồng rồi. Sao vậy? Dung ơi, Dung ơi, Dung ơi, trời đất ơi, đây là phòng con gái đó hả trời? Mình tưởng Dung My ở sạch sẽ lắm chứ. Không, không phải đâu. Chắc là tại Dung My bận quá mà. Không phải đâu. Dung My ơi, Dung My. Ai hả? Ai đó? Chú Mi à? Ôi má. Bạn ở đâu nào vậy? Không thấy má mình dưới hả? Không. Chú Mi à, bạn bị cận hả? Mình chỉ đeo kính ở nhà thôi à. Còn ở trường á, mình đeo kính nắp chồng rồi. Sao vậy? Không có gì đâu. Chú qua đây trả cái dĩa cho bạn nè. Cảm ơn bạn nha. Đó, ôi má ơi. Bạn chờ mình xíu nha. Có gì mình đi vô thay đồ mình ra liền. Chờ mình xíu. Nhưng mày còn dính kìa. Ở đâu? Chờ mình xíu. Thân nhé nè Dung My. Đẹp rồi đó Dung My. Má ơi. Chờ mình xíu nha. Mình thay đồ mình đi ra liền á. Vậy là từ trước đến giờ mình cứ tưởng Dung My là Dung My ơi. Đi chạy chú Dung My. Vô đi. Cái gì vậy? Vô đi với tôi. Cái gì vậy? Bà ngu xuống đi. Bà làm cái gì vậy? Cái gì? Bà làm gì dơ chân mà thôi chứ có làm gì? Kệ tôi. Tôi muốn hòa mình với Thiên Nhiên đó. Tôi đi chứ không được không? Nhưng mà tôi làm cái gì mà ông đối xử tôi vậy? Tôi hỏi bà, tại sao mỗi lần hoa nở là bà như là nổi khùng rồi vậy? Bà thần kinh bà có vấn đề à? Thần kinh ông mới có vấn đề á? Trời đất ơi, lỡ lên với đàn ông rồi về đây rồi lớn tiếng với chồng nữa hả? Trời ơi, tôi ra công viên tôi vui chơi thoải mái với bạn bè tôi. Ủa, tôi là sai sao mà ông nói tôi khùng? Nhưng mà tôi cấm bà từ đây và sắp tới bà không được cài hoa lên đầu bà nữa. Trời ơi là trời ơi, tại sao kỳ cục kỳ bất công vậy? Những người phụ nữ khác đi làm được tại sao tôi làm không được? Mùa xuân là mùa vui vẻ, ai cũng ra ngoài đường chơi được, tại sao cấm cho tôi không cho tôi ra ngoài đường tôi chơi? Nhưng mà tôi cấm bà không được làm gì vậy? Trời ơi, ông đâu phải hít liền, ông động tay vậy chứ? Đứng lại. Trời ơi, chưa nói chuyện với chồng mà bỏ đi như vậy hả? Trời ơi, tôi sao chịu nổi không? Đó, anh có chịu nổi không? Đó, đây nè. Nghe bên đi vậy? Tính gót ly cho mẹ đó, ba làm hết luôn à. Ba ơi, mẹ bây giờ đừng có cấm. Ba càng cấm mẹ càng làm, con biết tính mẹ mà. Rồi, coi bà coi. Trời ơi, bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? Già rồi. Chứ đâu phải là thiếu nữ 18 đâu mà cài quá lên đâu. Anh ơi, mẹ con có thể hồi xuân được đó. Giờ cứ để mẹ con hồi đi, mẹ con hồi xong rồi mẹ con thối lại liền, có gì đâu. Chứ giờ mà mình cản sao cản được. Không được, bà để bà đi chơi mùa xuân vậy. Ba cho nhiệm vụ con đó. Không được, con hãy cản không nổi, cơn lốc mùa xuân đã ập tới rồi là cuốn trôi tất cả hả? Bỏ đi, bự con vậy. Không lẽ không cản mẹ con được hả? Ba giao nhiệm vụ, con phải cản mẹ con không được đi chơi xuân cái kiểu nữa. Nếu mà đi nữa, ba sẽ xử con. Riết không biết nhà tôi hay nhà của ổng nữa. Gì vậy? Đang làm gì vậy? Làm cơm mới làm gì? Dạ. Cho ké tô cơm với ơi. Rồi, có liền.
Đây, cơm tôi tính tôi ăn á, mà tôi nhường cho ông ăn trước. Đó, ăn đi. Long ơi! Gì? Sao vậy Minh? Chuyện gì vậy? Tụi bay chứng kiến chuyện kinh khủng lắm Long ơi. Anh mình ly vào bồ. Sao? Chuyện gì? Nói tôi nghe coi. Trời ơi, sao ăn cơm mà cũng miên nữa vậy trời. Minh à, nói tôi nghe coi. Ghê quá Long ơi. Minh à, bình tĩnh đi nào. Nào, hãy nói tôi nghe đi, có chuyện gì xảy ra như vậy? Ông nói với tôi là chỉ một giấc mơ đi. Nói với tôi là một giấc mơ đi Long. Đây, đủ rồi nha. Mình à, nhìn tôi này, bình tĩnh lại, không khóc nữa, có tôi ở đây rồi mà. Này, nghe tôi hỏi, có chuyện gì, thôi nào, tôi thương, bình tĩnh, hãy nói tôi biết đi, có chuyện gì vậy? Mình à, đừng khóc nữa. Mình à. Ta bị nguyên chất, ngon sánh mịn, thân thương phát thèm. Yumi nhắn tin hả? Coi mặt kìa. Hôm nay không vấn đề cái chuyện đeo kính cận ở nhà hả? Tôi lo đến chuyện sâu xa hơn nữa kìa. Ông không hiểu đâu. Nó kinh khủng lắm. Chuyện kinh khủng hơn nữa hả? Yumi ăn ở bừa bộn lắm. Mọi thứ đều nhếch nhác hết á. Thiếu điều hả? Có thêm bộ remap nữa là thành đàn ông luôn á. Không hiểu đâu. Ông phải thấy được cái cảnh á. Ông mới tưởng tượng được. Ông mới thấy kinh khủng đến cỡ nào. Coi ông kén chọn chưa kìa. Ông phải đâu. Ông phải tay cái cảnh đó, ông hiểu không? Nó kinh khủng lắm. Trời, tôi không dám nhớ lại luôn. Mỗi lần tôi thấy mặt Yumi là tôi lại nghĩ đến cảnh đó. Thôi đi ông ơi. Nhưng mà bù lại, Yumi vừa xinh đẹp mà đàn piano lại hay nữa. Trời ơi, cái gì? Ôi, tiếng đàn này xúc như á, kiểu tiếng đàn người mới tập chơi không? Ừ, hồi nãy Yumi nói Yumi đang tập đàn đúng không? Ừ, mà sao? Đi đâu vậy? Yumi à? Minh. Ủa không phải bạn đàn hay lắm hả mà Yumi? Ờ thì mình đàn hay lắm mà. Vậy cái tiếng đàn kinh khủng khiếp vừa rồi là bạn đàn á hả? Yumi à, đàn lại một lần cho tôi nghe đi. Mình không thích. Bạn không thích thì là bình thường bạn cũng đàn giống như vậy. Bạn đàn lại một lần cho tôi nghe đi Yumi. Không, mình không thích. Khi nào mình có hứng mình mới đàn thôi. Đây không phải là cuốn dạy đàn căn bản hay sao? Bạn mới học piano hả Yumi? Của ai để quên, nó phải của mình đâu. Bạn đàn cho tôi nghe một lần đi Yumi. Bạn đàn thử đi Yumi. Thôi được rồi, mình sẽ đàn cho bạn nghe. Bạn nghe kỹ nha. Nghe đi, cảm xúc lắm đó.